Trinh Trang, Rade xin kính chào toàn thể các bác cùng anh chị em. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu với toàn thể các bác anh chị em những cái model hàng mới về. Đó là cái model cực kỳ hot, cực kỳ nổi tiếng và đây cũng là model cực kỳ gấu và đang có tại em Trinh Trang, Rade với một tình trạng là số lượng gồm có 4 đôi. Xin giới thiệu với toàn thể các bác cùng anh chị em. Đó là cái model loa nổi tiếng của hãng Elix Jovoy với model là TX1152. Đây là một trong những cái sản phẩm loa được thiết kế sản xuất tại Mỹ và đang có tại em Trinh Trang Rode với một tình trạng là loa cực kỳ đẹp, sở hữu với cấu hình là loa full 2 đường tiếng 1/40 một tép kèn. Với cái model TX1152 này, các bác của anh chị em sử dụng để phối ghép chơi tất cả các thể loại nhạc cũng như là hát karaoke, tổ chức sự kiện âm thanh sân khấu lớn ngoài trời, phòng hát và chơi gia đình cực kỳ VIP. Và xin mời toàn thể quý vị các bạn của anh chị em là cùng hướng tới màn hình em giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm loa TX1152 nổi tiếng của hãng Elix Jovoy hay còn được gọi là EAV đang có tại em Trinh Trang LOD. Trước màn hình toàn thể các bác của anh chị em đang theo dõi, đó là cái sản phẩm loa em đang test và giới thiệu tổng thể với một cái thiết kế là phải nói rằng là cực kỳ gấu, cực kỳ đẹp và có một cái chất âm là tuyệt vời, chơi đa thể dạng tất cả các loại nhạc, sở hữu 1/40 rất đẹp, mang rất sâu. Với cái sản phẩm bát này, các bác của anh chị em yên tâm là sử dụng để bay tất cả các loại nhạc và đặc biệt là hát karaoke, cái lời ca tiếng hát và cái chất nhạc quánh chắc mạnh trầm sâu và cái tiếng trung âm bay rất xa và tiếng tép kèn thì nó tí tách len keng, phải nói là cực kỳ mượt và cực kỳ mạnh luôn. Với cái sản phẩm loa này thì các bác của anh chị em cùng chú ý là hãng thiết kế và sản xuất là với một cái kích thước là chiều cao tầm khoảng 68 và chiều rộng khoảng 47, chiều sâu 44 các bác của anh chị em nhé, cân nặng là 27 kg. Với toàn bộ cái thiết kế là thùng sơn sần chống nước, các bác của anh chị em lưu ý là thùng sơn sần chống nước và toàn bộ cái mặt lưới sắt đằng trước bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cái sản phẩm loa khi các bác của anh chị em trưng bày cũng như là đem đi biểu diễn các sự kiện sân khấu lớn ngoài trời. Này các bác của anh chị em là trước cái mặt lưới của loa là hãng có đề là cái model TX1152 với cái công suất là từ 500W đánh đến 2000W và trở kháng 8 ohm. Với cái model này thì các bác của anh chị em yên tâm khi phối ghép với tất cả các loại loa và âm ly. Vì cái sản phẩm loa này có độ nhạy rất cao, 100 dB và cái cường độ âm thanh là 133 dB. Với cái sản phẩm loa này thì em đã tháo một chiếc ra để quay chi tiết về cái nội thất bên trong để các bác của anh chị em cùng tiện theo dõi. Đây toàn thể cái màng loa, bát loa 4 cặp như nhau, cực mới cực đẹp các bác của anh chị em nhé. Zin bản từ AZ, màng còn xanh đen rất đẹp này. Đấy. Màng rất sâu, các bác của anh chị em lưu ý là tất cả các sản phẩm loa em Trinh Trang giới thiệu về cái sản phẩm loa bát của tất cả các hãng nào mà thiết kế và có một cái thiết kế về cái màng bát sâu thì nó đều cho ra một cái chất âm rất mạnh. Đây củ bát các bác của anh chị em để ý này, củ bát là SXM2151 Electrovoy. Cái củ bát này là đề ở đằng sau củ là 8 ohm 400W. Với cái kích thước từ là 18 côn 76 các bác của anh chị em nhé. Côn 76 các bác của anh chị em lưu ý là tất cả những cái dòng loa xịn của Mỹ là trong màng của bác là đều có dập CG. Đây các bác của anh chị em để ý này, CG. Đấy loa cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Các cái dòng ba loa, lòng loa đít lồi này, 5.4 đít lồi này là rất gấu các bác của anh chị em nhé. Đây là cái củ tép, họng rất sâu, nó đưa cái tiếng tép bay rất xa, cái tiếng trung âm thì cực kỳ mượt mà luôn. Với hai cái lỗ thông hơi đằng trước, đây cái củ loa tép các bác của anh chị em nhé, củ loa tép đây, củ loa tép cực kỳ to rất đẹp luôn, 8 ohm. Cái sản phẩm loa này được sản xuất ở America các bác của anh chị em nhé. Đấy toàn bộ loa zin bản đều có số CG ở củ loa bát và củ loa tép các bác của anh chị em nhé, củ loa bát, củ loa tép, cầu loa, cọc loa cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn. Đây cái côn loa này, đây các bác của anh chị em để ý này, em sẽ soi bên trong. Hàng em Trinh Trang đã test và kiểm tra khi báo với các bác của anh chị em là bao zin bản 100% và cực đẹp thì các bác của anh chị em yên tâm nhé. Bởi vì là em rất kỹ lưỡng trong cái công tác tuyển chọn hàng về và lên video giới thiệu với toàn thể các bác của anh chị em, và đặc biệt ở những cái model loa rất hiếm và rất đẹp, rất gấu của hãng Elix Jovoy với model là TX1152 này.
Với cái sản phẩm loa này thì các bác của anh chị em có nhu cầu thì vào tham khảo thêm và liên hệ với em qua địa chỉ trên. Em Trinh Trang, Ngao Lát Đê, địa chỉ Quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương. Điện thoại 0967 697 999 và 0976 757 899. Em ship hàng toàn quốc theo cầu. Với những cái model này thì em Trinh Trang đang bán ra với giá là trên 20 triệu các bác của anh chị em nhé. Trên 20 triệu hàng bao đẹp xuất sắc, zin bản 100%, sử dụng để phối ghép tất cả các thể loại nhạc và hát karaoke cực phê luôn. Và ngay sau bây giờ em sẽ test thử một đoạn nhạc karaoke để các bác của anh chị em cùng tham khảo thêm về cái chất âm, để khi các bác của anh chị em có nhu cầu thì liên hệ với em để sở hữu một trong bốn cặp loa này. Hàng rất đẹp, rất VIP và rất hiếm khi về với một cái tình trạng còn đẹp này. Em sẽ test thử một đoạn nhạc karaoke rất đơn giản đấy các bác cùng anh chị em nhé. Một cặp loa rất to, rất khỏe, rất gấu và có chất âm rất hay này, có độ nhạy rất cao này. Em chỉ test với một chiếc âm ni Jaguar PA203L hàng bãi xịn Hàn Quốc và với một chiếc mic của KVTV K600 và một bộ thu phát Bluetooth phát qua tín hiệu điện thoại. Em test đơn giản này các bác cùng anh chị em nhé. Em sẽ test thử rất đơn giản này. Vâng, vừa rồi thì toàn thể các bác của anh chị em cũng đã xem qua cái video em Trinh Trang Auretest và giới thiệu cái sản phẩm loa nổi tiếng của hãng Electrovoice với model là TX1152. Và với cái model này thì em Trinh Trang Aurade đang sở hữu là 4 cặp hàng bao zin bản và đẹp xuất sắc. Quý vị các bạn của anh chị em có nhu cầu thì xin mời quý vị các bạn của anh chị em liên hệ với em qua địa chỉ trên. Em Trinh Trang Aurade, địa chỉ Quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương. Điện thoại 0967 697 999 và 0976 757 899. Em ship hàng toàn quốc theo cầu. Xin cảm ơn và xin chào toàn thể các bác của anh chị em trên toàn quốc và các video clip gần đây nhất. Em Trinh Trang Aurade test và giới thiệu tất cả các sản phẩm thanh nghe nhạc và hát karaoke hàng bãi từ bệnh nhân cao cấp. Xin cảm ơn và xin chào toàn thể các bác của anh chị em.